Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Quốc hiệu của Việt Nam cũng là độc lập, tự do, hạnh phúc. Và Bác thì ngay cả từ những tác phẩm đầu tiên cho đến tác phẩm cuối cùng của Bác là di chúc của Bác, thì Bác muốn cũng nói là suốt đời Bác là phấn đấu mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. 76 năm trôi qua, điều mà cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi, hạnh phúc của nhân dân, đã được nhấn mạnh trong dự thảo văn kiện Đại hội 13, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hiện nay thì nước ta là có một cái vị thế, đúng không? Có một cái tiềm lực, có một cái uy tín. Cái thu nhập của chúng ta đã ở cái mức là trung bình, phấn đấu là cái mức là trung bình, thu nhập trung bình cao. Thế thì khi đã có một cái mức độ về phát triển kinh tế như vậy thì phải nghĩ ngay đến cái, trước đó tất nhiên là cũng phải nghĩ, nhưng mà bây giờ càng có điều kiện để ta nghĩ đến cái hạnh phúc của nhân dân. Và vì trong phát triển thì mục tiêu cuối cùng của Đảng ta đặt ra là vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân, chứ còn không vì mục tiêu nào khác. Thì có điều kiện để nói tới cái đó rồi. Mỗi nhóm xã hội có suy nghĩ và sự hài lòng khác nhau về hạnh phúc, và khi hoạch định đường lối chính sách phải hướng đến sự hài lòng của số đông. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 10 năm tới nhấn mạnh quan điểm mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Chủ trương này là sự đồng điệu với mong muốn của người dân. Điểm mới rất là nhân văn và sâu sắc. Trong trải qua rất nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua, và đặc biệt là khó khăn trong dịch Covid, thì chúng ta mới thấy hiểu rằng sự phát triển kinh tế nhanh và mạnh cũng chưa thể quan trọng bằng sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Với quan điểm của tôi thì đây là giá trị cốt lõi trong việc phát triển ổn định lâu dài của đất nước. Một đất nước giàu nhưng mà chưa chắc đã mạnh nếu không hạnh phúc, người dân không hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng một đất nước mà nhân dân hạnh phúc thì đương nhiên đất nước đó cũng là một nước là vững mạnh. Và Đại hội 13 này, văn kiện Đại hội 13 này đã đưa ra một cái thông điệp mà nếu chúng ta kỹ sẽ thấy đó là xây dựng một đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Như vậy là đã nâng cấp lên từ là ấm no hạnh phúc, bây giờ sẽ là phải xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Mà khái niệm hạnh phúc ở đây là chúng ta có thể xác định được bằng là gì? Bằng là cái sự hài lòng của người dân đối với môi trường sống của họ, với thu nhập của họ, với xã hội họ đang sống. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đang diễn ra. Nhân dân cả nước tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự kiện trọng đại của đất nước sẽ thành công tốt đẹp. Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ tiếp nối thành công của 12 nhiệm kỳ đại hội trước. Nhiều quyết sách quan trọng xuất phát từ thực tiễn vì lợi ích của nhân dân sẽ quay về phục vụ đời sống của nhân dân.